vị khán giả đang quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Tiếp theo sẽ là bản tin về việc hàng ngàn người biểu tình ở Tel Aviv sau khi chỉ huy cảnh sát từ chức. Hàng ngàn người Israel đã xuống đường ở Tel Aviv sau khi chỉ huy cảnh sát thành phố vào hôm thứ Tư cho biết ông sẽ rời lực lượng lấy lý do sự can thiệp chính trị của các thành viên trong nội các cứng rắn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu với việc nội các muốn của ông dùng vũ lực quá mức để chống lại những người biểu tình chống chính phủ. Alan Steinberg, một nhân viên công nghệ 32 tuổi, đến từ Givatayim, ngoại ô của Tel Aviv, cho biết: "Tôi ở đây hôm nay vì tôi là một người Israel quan tâm đến dân chủ. Tôi nghĩ rằng đây là một bước tiến xa hơn để Israel trở thành một quốc gia phi dân chủ." Ông Ami Eshet, chỉ huy quận Tel Aviv, không nêu tên Bộ trưởng An ninh Quốc gia cực hữu, ông Itamar Ben-Gvir, người đã yêu cầu hành động cứng rắn đối với những người biểu tình chặn các con đường và các đường cao tốc trong các cuộc biểu tình chưa từng có, chống lại nỗ lực gây tranh cãi của chính phủ nhằm đại tu hệ thống tư pháp. Ngay sau thông báo của ông Eshet, hàng ngàn người biểu tình mang cờ Israel và hô vang dân chủ đã diễn hành qua Tel Aviv. Một số người chặn đường cao tốc chính, đốt lửa và đối đầu với cảnh sát trên lưng ngựa. Ariane 5 phóng đi trong sứ mệnh cuối cùng. Hỏa tiễn Ariane 5 của châu Âu đã được phóng đi lần cuối cùng từ Guiana thuộc Pháp vào thứ Tư, mang theo hai vệ tinh liên lạc quân sự và lần đầu tiên sau hơn 4 thập niên, cũng lần những quốc gia châu Âu mất quyền tự chủ tiếp cận không gian. Theo webcast trực tiếp, hỏa tiễn 3 tầng cao 53 mét rơi bệ phóng tại sân bay vũ trụ Caro của Pháp trong nhiệm vụ thứ 117, cũng là nhiệm vụ cuối cùng lúc 7 giờ tối giờ địa phương, đưa thêm hai vệ tinh theo lịch trình khoảng 30 phút sau đó. Sứ mạng này đưa những vệ tinh Syracuse 4B của Pháp và Heinrich Hertz của Đức lên quỹ đạo địa tĩnh, kết thúc 27 năm phục vụ của Ariane 5. Hỏa tiễn kế nhiệm Ariane 6 đã bị trì hoãn kỹ thuật cho tới 2024 mới được đưa vào sử dụng. Châu Âu gần đây phụ thuộc vào Ariane 5 và sức tải hơn 11 tấn của nó với những nhiệm vụ trải tải trọng nặng cũng như bệ phóng Soyuz của Nga trong những tải trọng trung bình và Vega của Italy cho những nhiệm vụ tải trọng nhỏ. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen đến Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ bà Janet Yellen đã khởi hành đến Bắc Kinh vào hôm thứ Tư ngày 5 tháng 7 để gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc về nhiều vấn đề, bao gồm cả những lo ngại của Hoa Kỳ về luật phản gián mới của Trung Quốc. Quan chức này nói với các phóng viên rằng chuyến đi được mong đợi từ lâu của bà Yellen là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden nhằm tăng cường liên lạc giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, ổn định mối quan hệ và giảm thiểu rủi ro sai lầm khi nảy sinh bất đồng. Nó diễn ra chỉ vài tuần sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken đến thăm Bắc Kinh và đồng ý với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm ổn định quan hệ và đảm bảo sự cạnh tranh gay gắt của hai nước không dẫn đến xung đột. Bà Yellen có kế hoạch nói với nhóm kinh tế mới của Trung Quốc rằng Washington sẽ tiếp tục bảo vệ nhân quyền và lợi ích an ninh quốc gia của chính mình thông qua các hành động nhắm mục tiêu chống lại Trung Quốc, nhưng muốn hợp tác với Bắc Kinh về những thách thức cấp bách như biến đổi khí hậu, nợ nần chồng chất mà nhiều quốc gia đang phải đối mặt. Blogger Lê Anh Hùng mãn án 5 năm sau khi bị giam trong bệnh viện tâm thần và nhà tù. Sau 5 năm bị giam cầm và bị áp buộc điều trị tâm thần, ông Lê Anh Hùng đã mãn án vào ngày 5 tháng 7. Ông đã bị bắt từ tháng 7 2018 với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ông blogger 50 tuổi trải qua quá trình giam giữ khắc nghiệt ngay cả khi so sánh với những người tù chính trị khác. Trong 5 năm giam cầm, hơn 3 năm ông bị giam hãm vì áp buộc điều trị tâm thần. Khoảng thời gian còn lại, ông trải qua hai nhà tù có tiếng hà khắc, gồm có trại giam Hỏa Lò và trại Ba Sao Hà Nam. Đây là những nơi giam giữ tù chính trị ở phía Bắc. Ông phải trải qua quá trình giam giữ không xét xử 4 năm, bị tước đoạt tự do khi chưa bị tòa kết tội, một kỷ lục trong giới tù chính trị. Điều đặc biệt nhất đối với trường hợp của nhà hoạt động này là mặc dù ông bị cơ sở điều trị tâm thần xác định mất khả năng nhận thức trong khi phạm tội, đáng lý phải buộc giới chức trả tự do, nhưng trái lại ông đã bị tòa tuyên 5 năm tù vào ngày 30 tháng 8 năm 2022.
Robot được tuyển dụng để chiến đấu cho các mục tiêu toàn cầu đang suy thoái của Liên Hợp Quốc. Hàng chục robot, trong đó có một số robot hình người, sẽ xuất hiện tại một hội nghị do Cơ quan Công nghệ của Liên Hợp Quốc tổ chức ở Thụy Sĩ trong tuần này để giới thiệu tiềm năng của chúng trong việc giúp đạt được một loạt mục tiêu toàn cầu ngày càng khó thực hiện. Một ngày trước hội nghị vào hôm thứ Tư, các thành viên của giới truyền thông đã được xem trước một số robot sẽ được trưng bày và dự kiến sẽ có tới 5.000 người tham dự trong những ngày tới. Được ấn định vào năm 2015, 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc nhằm mục đích cải thiện cuộc sống của con người và hành tinh vào năm 2030, nhưng hiện được nhiều người xem là một mục tiêu dài hạn. Trong số các ngôi sao robot của sự kiện Liên minh Viễn thông Trung Quốc, xin lỗi quý vị là Viễn thông Quốc tế ITU, có những robot có kỹ năng chăm sóc như Nadine, một robot xã hội mô phỏng cảm xúc và ghi nhớ con người, có thể chơi lô tô với những người ở nhà hưu trí. Một loại khác là robot hợp tác 4NE1, có thể giải quyết các nhiệm vụ công nghiệp và nâng cao hiệu quả sản xuất. Một nhóm người máy sẽ xuất hiện trước các nhà báo vào hôm thứ Sáu trong cuộc họp báo người máy đầu tiên trên thế giới. Thưa quý vị, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Linh Trình và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết xin mời quý khách hàng vui lòng liên lạc về 714-892-5717. Quý vị cũng có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Vâng, Tuyết Nha và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào và kính chúc quý vị một buổi tối thật ấm áp, vô lượng, an lạc.